Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn ra thăm chợ, một cái chợ hải sản nằm cách bờ biển Nha Trang. Cẩn thận, nó đang đặt máy quay rồi. Giờ đồng chí ngồi bên phụ sẽ cầm máy quay. Đây quý vị, đường ở đây cũng vắng như cái đường kia chứ. Đường này là đường nối dài từ Trần Phú sang Phạm Văn Đồng. Người đi xe đạp kia đi chạy bộ nữa. Đây là Đại học Nha Trang. Trên này Đại học Nha Trang nằm trên cái đỉnh, cái này gọi là đồi, nằm trên cái đồi này. Quay lên. Đại học Nha Trang ở trên này ngắm xuống biển rất là đẹp. Ở đây thì tôi đã một số lần đi qua cái chợ này nhưng mà chưa có mua, bởi vì toàn đi công việc vội vàng nên là đi qua thì có thấy người ta họp chợ ở đó. Và có thấy một số người quay video ở đây nói là chợ ở đây giá rất là rẻ. Nên là hôm nay sẽ ra, thứ nhất là để quay cho mọi người xem là cái chợ ở đây nó như thế nào. Thứ hai nữa là cũng hỏi giá luôn để mọi người xem là thực sự nó rẻ như thế nào. Bởi vì thường các cái chợ bờ biển thì nó sẽ rẻ hơn các chợ ở bên trong. Bởi vì chợ ở đây thì ngư dân người ta đánh về cho nên là nó sẽ rẻ hơn. Đây chúng ta xem, đây là bãi biển, quay ra bãi biển. Bãi biển này là gọi là bãi Hòn Chồng. Khách người tắm rất đông đấy, quay ra phía ngoài. Người mặc dù bây giờ mới hơn 5 giờ sáng, chắc cũng gần 6 giờ rồi. Thì lúc nãy mình xem đồng hồ là hơn 5 giờ. Nhưng mà số người đi tắm biển rất là đông. Đây, nếu như chúng ta đi thì nếu như chúng ta đi ra cái chợ này thì chúng ta đi theo cái đường Phạm Văn Đồng này, chúng ta sẽ tới. Chắc là đây các cụ tập thể dục buổi sáng. Chúng ta vẫn đang chạy đường Phạm Văn Đồng thì đến đây nó có một cái đường rẽ này, đèo rẽ đường Phạm Ngọc Thạch. Thôi đi qua Phạm Ngọc Thạch đi rẽ vào đó thì nó không đúng. Lên một tí nữa mới rẽ đi qua cái nhà hàng Biển Tiên này này. Nó có chữ Sơn Cốc Phi đây, thì chúng ta rẽ vào đây. Cái đoạn đường này nó hơi bị xấu một tí. Nguyễn Cơ Thạch. Đường này là đường Nguyễn Cơ Thạch. Nó đường này thì do lâu nay xe cộ ít đi cho nên là người ta cũng không có sửa sang. Còn mấy năm trước thì đường này vẫn là một cái đường rất là đẹp. Mà mấy năm gần đây thì đường nó cũng đã xuống cấp rồi. Đi xe máy thì cũng được, đi ô tô thì nó có một số chỗ nó ổ gà ổ voi. Không biết là mình có một cô nào đang tập ở đấy. Đấy thì dọc này chúng ta đã nhìn ra biển, chúng ta thấy rất nhiều thuyền bè ở phía ngoài đó. Bạn đạo quay ra ngoài thuyền bè. Lắc chúng ta đi ở đây thì chúng ta thấy thuyền người ta cập bến ở đây rất là nhiều. Ồ, hình như đây phía trước mặt đây luôn là bán ở phía trước cái đâu kìa, mấy chợ phía trước. Đây quý vị, hơi đông chứ chưa đông lắm. Tạm dừng. Đây có rất nhiều cái cảnh người ta tạo giống cái thuyền ấy ra đây phía bên này. Rất là nhiều thuyền bè luôn. Đấy, tàu thuyền cập ở đây rất là nhiều. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cháu sẽ đi chợ bờ biển. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chợ xem
các cái món ở chợ. Ít rồi, đi xuống dưới này. Dưới này mới là nhiều. Ừ, dưới này nhiều lắm. Đấy, dưới này nhiều. Nhum biệt, mùa này mùa nhum hay sao? Ừ. Con này giống như cả con cá nóc hay sao nhỉ? Cá gì không biết không? Có ai biết con cá gì không nhỉ? Cá đó là cái gì? À, mú loại màu hay. Ồ, có con tôm kìa. Mấy? Đâm đâm hả? Thôi lấy. Đừng có mú. Cá gì rồi thì giá nhiêu chị? Cái gì vậy? Còn... cá gì này giá bao nhiêu chị? Dạ. Chị lấy cho em con này. Con này với con cái gì? Con này. Cái gì là 200 hả? Cái gì là cá gần như là ngon nhất nhì. Gì là mú. Chị lấy cho em con cá dìa luôn chị. Cá dìa. Xin xin cái bài nhé. Rồi cảm ơn em nhé. Mực cái này, mực còn tươi này. Dạ. Tôm đây. Mua tôm hả? Dạ, tôm nhiêu chưa anh? Tôm đó là nhiêu vậy em? Giờ cân mới biết hả? Tôm hùm. Này là tôm tự nhiên luôn anh nhỉ? Bảy á. Đẹp không? $4.2 anh. Dạ, nhiêu tiền gì? $4.2 nhiêu tiền?
Nín bước gái, nín bước gái. 4 hàng 8 3 8 4 2 2. 320 nữa. 320 chứ còn 41 ăn. Hôm thì nó đắt. Có đang xem em mua cái gì nữa. Ốc đó là ốc gì? Có đang chừng này đúng không? 41 này. 90 chứ. 90. Có con đó là con gì vậy chị? Đúng rồi. Con này là con gì? Nó bò bò. Con nó bò bò là con gì? Con mở không? Con nó bò bò là con gì vậy? Đó không ai hơn. Ốc hả? Bào ngư. Đúng rồi. Bào ngư hả? À, đừng đừng ấy thì đừng bắn này. Đấy, ai bỏ gì? Bào ngư. Rồi có lẽ. Con còn một con nhỏ tao giúp cho mày đó. Bào ngư rất là ngon nhưng mình không biết chế biến như thế nào. Mày cứ qua đây đi. Như người ta kia đi mà. Ốc bàn tay. Ốc này mình cũng mua ăn một số lần rồi. Nay nhum nhiều quá. Mua ít con nhum. Đây là mình mua các cái đồ biển thì đồ đắt tiền thì nó đắt, nếu mà mình mua các cái cá rẻ kia thì nó rẻ, do mua tôm hùm một thứ thì nó đắt. Tôm hùm họ nói giá bao nhiêu nhỉ? Hơn 3 lạng à? À 4 lạng à? 4 lạng mà giá. Ồ con gì đây nhỉ? Cái này là con gì ấy chị? Hải sâm. À hải sâm to nhỉ? 15 con con cổ. Một con nắp. Đó, quay chỗ khác đi, hai người quay gần nhau giống nhau. Một con bà chở. 15 con là 60 con, 60 con đây 10 nè. Ba con 30 là 9 chục. Đẹp quá. 9 chục cho con Dinh nữa, đủ chăn luôn vậy. Nè. Đây chúng như tôi. Em là mấy con bà chở? Bè dưới 15 ngàn nữa. Là 45 ngàn. 2 con hả? Không. Con Dũng, 2 con nữa hả? 2 con Dũng, 2 con lớn. Đó. 3 con đó nữa. Đó. Đẹp quá. Đẹp quá. Ghẹ. Con đây là ghẹ. Đấy, người ta đi đánh về đấy. Okay. Người dân thì đã đi đánh về. 300 mấy à, 3 lạng mấy. 4 lạng mấy. Tôm hùm 4 lạng mấy. Chả biết giá bao nhiêu tí nó về xem. Nhum này. Nhum biết là con. Chị lấy cho em mấy con nhum nữa chị. Cua hả? Quay đi. Cua nó màu đẹp nhỉ. Màu đẹp nhỉ. Là 40 quay cái lộn này với 2 lần. 7 mày sao nguyên cái màu đẹp. Đó. Chết. Nó đi ăn lên đùm đùm phải rớt xuống bể đó cái tiền đó luôn. Cua này chị bán hay ai bán? Hay bên này. Cứ qua đây bán. Bên này không bán, bên đây không bán, bên đó không bán. Bên này không bán, thì bán bên kia. Chưa mua thì bán được. À. Mua rồi bán kia, bán kia. Này. Anh lấy từ từ để em lấy con cua nè. Đổ bên kia rồi mới lấy được hả?
ăn không được. Không, ăn không được. To cho em mà được không? Ngon ngon là được. Sao không? Rồi dạ. Anh đã trả 14 rồi, lát nữa là cua nha anh. Hả? Dạ, cái tiền. Anh không cứ trả tiền, cái có cái nào cứ trả tiền cái đó luôn. Cho nó gọn. Rồi, vậy chị. Nhâm là 40.000 hai con. Ủa, thế là đắt hơn ngoài chợ mình chứ đâu có rẻ hơn nhỉ. 40.000 hai con. Đâu có rẻ hơn. Trước mua ở chợ mình đắt hơn chợ mình chứ đâu có rẻ hơn. Cái này ở ngoài chợ mình hôm trước mua là 18.000, nghĩa là đắt hơn 2.000 một con. Còn trước đây mua nó còn rẻ hơn nữa. Nhum nhum nhum. Con nhum. Cái ốc này thì bao nhiêu một ký kìa? Bao nhiêu ta? À, không nghe rõ bao nhiêu ngàn đấy đã. Cô nói bao nhiêu tiền vậy? Cái này mình trả tiền rồi nhá. Cái này mình trả tiền rồi nhá. Con cá gì bự nữa. Cá gì bự vậy? Cá mú hay sao? Này vừa đánh được. Cái này mình trả tiền đấy nhá, đạo đứng đấy cái nhá. Chị ơi, cái ốc này là giá bao nhiêu nhỉ? 30 hả? 30. Ốc này là ốc 30. 30. Không thể để tí nữa, bởi vì em lấy nhiều về ăn không hết. Mua 3-4 thứ rồi. Quay chỗ khác đi. Đi ra ngoài sáng sớm đi chợ này vừa vui vừa ui nhung nhung mùi nhung mình nhiều quá, vừa vui vừa mát. Bên này nó là cái gì mà nó trồng dừa đầy bên kia. À bên này hình như là bến du thuyền. Đấy, vậy là ngư dân đưa vào bán lại cho vựa, mình mua lại từ vựa chứ không mua, không có mua trực tiếp từ ngư dân giống như ở chợ chuột. Chợ chuột là mình mua trực tiếp từ ngư dân. Đây là ngư dân đưa lại cho vựa mua hồi mới có một vựa đánh lên rất là tươi. Đây. Đào ở đây này, đào đây này, đi chui dưới nước làm gì ấy, chui dưới nước thì nó đi lên xe làm sao được. Đây mà, đây không quay đi vào. Được là nhiêu, được là nhiêu chứ. Chứ mẹ, cho anh Sùng mua nhiêu? 20 cho nhiêu. 20, nó mua con nào nó biết nói không à. Đúng không, chính xác chưa? Chỉ có mua ghe hàng bổng thôi. Ê, ghe hàng rừng thôi. Mấy con nhỏ nhỏ thì em thay cho nó chứ. Quay rất là vui.
được nhiều thứ. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông mà có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.